quá rồi mọi người ăn hoặc là đeo đi, bảo tao có sợ cái con cặc tao. Thế thì hôm đấy hai vợ chồng mới ngủ với nhau thì tình cờ thì con, mà thời đấy thì con hổ thì nó lại nó hiểu được tiếng người, mà người thì cũng hiểu được tiếng hổ. Thế thì con hổ nó mới vào nó rình anh ạ. À, thế con hổ nó vào nó mới rình mò thì là hai vợ chồng đang chuẩn bị ngủ với nhau thì con vợ nó mới kêu, nó thử muốn thử hỏi thử xem là mẹ chồng mình có mạnh mẽ không, có can đảm không để là cái chỗ dựa. Thế bảo con vợ nó mới hỏi, bảo thế nếu mà giờ mà con hổ nó vào thì anh có sợ không? Thế thì thằng chồng nó bảo anh có sợ cái con cặc anh ấy. Thế mẹ nó, thế là con hổ nó mới nghe thấy, nó bảo mẹ mày không biết thằng này mẹ nó có cái con cặc như thế nào mà mẹ nó thì không sợ mình, mà mình thì tiếng tăm lừng lẫy làm chúa sơn lâm, đi đến đâu ai cũng hãi. Thế thì nó cứ nằm nó lắng nghe, thế nó bảo để xem tình hình nào, để theo dõi xem con cặc nó như thế nào. Thế thì đến lúc thì thằng chồng nó lại hỏi con vợ, thế bảo thế em có sợ con hổ không? Thế con vợ nó bảo, nói thật với anh chứ con cặc em còn chẳng sợ, chẳng là con hổ. Thì thằng kia thì nó bảo là con, ừ, mẹ nó có sợ cái con cặc nó chứ việc thì nó phải sợ hổ. Thế thì mẹ con này thì rõ ràng là nó bảo đấy, mẹ con cặc em còn chẳng sợ, chẳng con hổ. Thế là con hổ hãi nghe thì thế phát bắt đầu cắm cổ chạy biết chưa. Hai đứa để con chờ. Ừ, phi, mẹ bảo mẹ không biết là bọn này nó như thế nào mà con vợ nó cũng gớm, thằng kia nó đã gớm rồi mà con vợ nó gớm rồi, tốt nhất tránh. Thế thì phắn cho nhanh chứ, mẹ ở đây có khi u ớt mẹ nó mang con cặc ra thì nó đập chết. Thế là cuối cùng chạy thì mới gặp cái bà cụ đấy. Thế là gặp cái bà cụ thì bà già rồi, mắt mờ chân chậm, bà mới đi thì con hổ nó mới bỏ a đây rồi, mẹ gặp cái bà này thì mẹ nó để phải điều tra, để phải hỏi cho bằng được đấy, xem là như thế nào để mình phải biết chứ, mình chẳng biết cái con đấy là con gì. Thế thì gặp cái bà già đấy, bà hại lắm, biết rồi, bà sợ rồi, bà bảo thì chết rồi, hổ thì nó sửa thịt rồi. Thế thì bắt đầu con hổ nó bảo được, hôm nay thì thôi ta tha chết cho, nhưng mà với điều kiện là phải cho ta biết là con cặc là như thế nào. Thế thì bà cũng nhanh ý, mà bà bảo mẹ không nhanh thì chết biết chưa, mẹ thì phải nó nói để cho nó. Thế là bà mới vội vàng, bà mới vén váy lên, bà mới bỏ đây này, ông chúa sơn lâm, ông hổ, ông nhìn đây này, con cặc đây này nó đâm tôi mà cách đây 70-80 năm rồi, 60-70 năm rồi mà biết chưa, tôi chữa bao nhiêu thuốc men mà tôi dịt bao nhiêu thứ lá mà cũng không chữa được. Thế thì con hổ nó mới, mẹ bò vào gần nó mới ngửi biết chưa, nó mới nhìn thì nó thấy mẹ thông thiều phèo biết chưa, nước non này khác mẹ hôi mù. Nó bảo ui giời gớm thật đấy, cái con cặc gớm thật đấy mẹ nó. Nó đâm mà mẹ nó nước nó vẫn rỉ ra mà mẹ nó ôi oai ra thế này rồi mà mẹ nó thâm tím vào thế này rồi mà vẫn không chữa được thì đúng là thôi tốt nhất là biết chưa, phắn cho nhanh biết chưa, mẹ cắm đầu cắm cổ là phi một mạch biết chưa, chạy không thấy mẹ tăm hơi đâu nữa. Thế là mẹ nó mới nhờ có con cặc mà cứu được ba mạng người đấy. Cặc nó to thế cơ mình.